Hai vị đến đây có việc gì vậy? Vương gia, ngài xem, hôm nay có người mang đến phủ hạ quan thứ này. Hạ quan có lướt qua, hình như là bản cáo trạng tố tội Ngụy Trung Hiền được Dương đại nhân viết trong đại lao. Mời vương gia xem ạ. Vương gia, đây là bút tích của nghĩa phụ. Đúng thế. Đây chính là thứ chúng ta đang tìm mọi cách để lấy lại. Cuối cùng hôm nay lại thấy nó ở đây. Đứng dậy đi. Khách đại nhân, việc ngươi làm khiến bản vương thấy khó hiểu. Bản vương được biết ngươi và Ngụy Trung Hiền tình thân như phụ tử, sao hôm nay ngươi lại tận tay giao huyết thư của Dương đại nhân cho bản vương vậy? Vương gia, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Thực ra từ lâu hạ quan đã bất bình với hành vi bạo nghịch của Ngụy Trung Hiền. Có điều cực chẳng đã mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chính mắt đại tỷ của hạ quan đã chứng kiến Ngụy Trung Hiền cố tình dìm hoàng thượng xuống hồ. Thật không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Vì giang sơn đại minh, dù có thịt nát xương tan cũng phải diệt trừ tên nghiệt xúc đó. Vương gia, để tỏ lòng trung thành với hoàng thượng, chỉ cần vương gia lệnh một tiếng, hạ quan sẽ tình nguyện đi bắt tên nghiệt xúc Ngụy Trung Hiền. Thank you.